Sáng nay tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thanh Hà cho rằng các nội dung chương trình tại kỳ họp Quốc hội lần tới đều là những vấn đề gắn chặt với cuộc sống dân sinh, được cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi. Cử tri đánh giá cao chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thời gian qua, song còn lo ngại về tình trạng cán bộ dôi dư sau sắp xếp. Do đó kiến nghị Quốc hội ban hành chính sách đầu tư hỗ trợ cơ sở vật chất cho đơn vị hành chính mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Liên quan tới sửa luật bảo hiểm xã hội đang được cho ý kiến, cử tri đề nghị xem xét thời gian đóng bảo hiểm hưởng chế độ. Nhân dân xã chúng tôi ấy, thì đi tham gia cái công ty ấy, thì thường thường là cái tuổi từ 35 đến 40 rồi 50, thế nên cái thời gian đóng bảo hiểm rất ngắn. Thế bây giờ trong cái luật bảo hiểm thì là thời gian đóng bảo hiểm để sau được hưởng chế độ nó là 20 năm. Thế nên là cũng kiến nghị của cử tri là muốn giảm xuống là 15 năm và sớm ban hành cái luật này. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường giải đáp thêm các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đơn cử như luật bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến thông qua tới đây đã đề cập vấn đề cử tri nêu. Kỳ họp thứ 7 này sẽ xem xét thông qua cái luật sửa đổi bổ sung cái luật bảo hiểm xã hội. Thì theo đó tại điều 68 của dự thảo luật thì cũng đã tiếp thu ý kiến này rồi. Tức là theo đó là cái thời gian tối thiểu mà đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng đấy, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đấy. Còn điều kiện nữa là về tuổi thì vẫn phải đảm bảo cái độ tuổi nghỉ hưu. Nhưng mà cái thời gian tối thiểu mà đóng bảo hiểm xã hội trước đây là 20 năm thì bây giờ đã dự thảo quy định là giảm xuống 15 năm rồi. Và nếu Quốc hội nhất trí thông qua thì như vậy là cái kiến nghị cử tri ở nội dung này cũng đã được xem xét, thì chúng tôi cung cấp thêm những cái thông tin như vậy. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị địa phương cần bám sát các kiến nghị để giải quyết thấu đáo cho cử tri liên quan tới chế độ chính sách xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông nông thôn. Tổng thư ký Quốc hội nêu rõ kỳ họp thứ 7 tới có nhiều nội dung hết sức quan trọng nên công tác chuẩn bị đều rất kỹ lưỡng từ sớm từ xa nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự mong đợi của cử tri, nhân dân cả nước.